Sự khác biệt khi tộc V4 đối đầu tộc V3 trong lúc chúa tộc V4. Rồi, mấy đứa này nó tới công chuyện đó chứ tôi rồi. Cái gì vậy bà nội? Ủa, tôi tưởng một đứa mà đậu ra bốn đứa dữ vậy. Quay. Rồi, tụi bay xong rồi. Tôi còn tộc V4 là còn siêu cấp giếp gồ. Rồi, mày bị bắt chúng là coi như hèn em kiếm sao. Nếu muốn BGB đẳng cấp thì ngại gì không lên xóm roblox.com làm một cái ạc 49k. Nó ra mochi đem đi BGB là ngon lành liền. Tộc V3. Trời ơi, mấy bạn trẻ này đánh nhau ngoài đây nhộn nhịp dữ vậy. Cho ông chùm Spamu ra tham gia dữ. Mà khoan, con cá này hình như nó V4. Nhưng mà không sao, với cái sức mạnh tuyệt đối của Buda. V4 hả? Đánh luôn. Á, đậu xanh vừa nói xong nắm đầu túi quăng kìa. Thôi anh trai ơi, em có lỡ lời thì mình lượng thứ mình bỏ qua đi. Không mấy cô như nãy giờ tôi chưa nói gì hen. Xí xó nhen. Đậu xanh nó vẫn đánh tôi.